Sau trận bán kết kéo dài 5 ván với câu lạc bộ Visakha của Campuchia, đội công an thành phố Hồ Chí Minh nhập cuộc mạnh mẽ trong trận chung kết trước câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, thắng ván đầu áp đảo với điểm số 25-16, duy trì sự ổn định tiến đến chiến thắng chung cuộc sau 3 ván. Chức vô địch trở nên ý nghĩa hơn trong dịp công an thành phố Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp trao tặng. Để có được thành tích này, đội bóng ngành công an trước giải đấu đã có sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng để hướng đến những mục tiêu lớn. Bản thân mình rất là vui, cùng tất cả anh em rất vui. Giải này là giải gọi là tập huấn để thứ nhất là cho vận động viên tập luyện cái tâm lý thi đấu và cái sự gắn kết của tất cả các vận động viên như Đức này, Hưng rồi những cái gọi là những cái cầu thủ gọi là các đội khác về, nhưng mình có sự gắn kết để mình chuẩn bị tốt cho vòng 2 sắp tới. Đội bóng công an thành phố Hồ Chí Minh chiêu mộ được nhiều cầu thủ giỏi của bóng chuyền Việt Nam và được đánh giá là ứng viên hàng đầu của giải đấu. Với câu lạc bộ Visakha, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam. Trải nghiệm này mang đến cho đội nhiều cơ hội cọ sát và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Không có phương pháp tập luyện nào tốt hơn là trực tiếp thi đấu, trui đèn bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm. Những trải nghiệm tại giải bóng chuyền công an thành phố Hồ Chí Minh mở rộng được đánh giá cao về quy mô, tính chuyên nghiệp ngay trong lần đầu tiên tổ chức sẽ là bước đà cho câu lạc bộ công an thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các đội bóng chuyền phía Nam nói chung hướng đến vòng chung kết giải hạng A cuối năm nay và mục tiêu giành quyền thăng hạng giải vô địch quốc gia 2025.